Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, bài học Kinh Thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta luôn tận dụng cơ hội Chúa ban cho để vâng theo tiếng Ngài. Bài học có tựa đề Không còn cơ hội, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Giê-rê-mi chương 39 câu 1 đến câu 8. Năm thứ 9 về đời Sê-đê-kia vua Giu-đa, tháng 10, Nebu-các-nít-sa vua Babylon đến với cả đạo binh mình vây thành Giê-ru-sa-lem. Năm thứ 11 về đời Sê-đê-kia, tháng 4, ngày mồng 9, thành bị vỡ. Hết thảy các quan trưởng của vua Babylon vào thành và ngồi cửa giữa. Ấy là Nergal-sarissê, Samganebo, Sasekim làm đầu hoạn quan. Nergal-sarissê làm đầu các bác sĩ cùng các quan trưởng khác của vua Babylon. Sê-đê-kia vua Giu-đa cùng cả lính chiến vừa ngó thấy các người ấy liền trốn ra khỏi thành trong ban đêm theo con đường vườn vua do cửa giữa hai bức vách đi thẳng đến Araba. Nhưng đạo binh của người Canđê đuổi theo và đuổi kịp Sê-đê-kia trong đồng Jericho thì bắt và đem về cho Nebu-các-nít-sar vua Babylon tại Ribla trong đất Hamat. Tại đó, vua bị Nebu-các-nít-sar đoán xét. Vua Babylon giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại Ribla. Vua Babylon cũng giết các kẻ cả nước Giu-đa nữa. Đoạn khiến móc mắt vua Sê-đê-kia dùng xiềng mà xiềng lại để điệu về Babylon. Người Canđê dùng lửa đốt cung vua và nhà cửa của dân sự, phá tường thành Giê-ru-sa-lem. Câu gốc của bài học hôm nay: vua Babylon giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại Ribla. Vua Babylon cũng giết các kẻ cả nước Giu-đa nữa. Đoạn khiến móc mắt vua Sê-đê-kia dùng xiềng mà xiềng lại để điệu về Babylon. Giê-rê-mi chương 39 câu 6 câu 7. Câu hỏi suy gẫm: tình trạng vua quan, dân chúng và vách thành như thế nào khi thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ? Vua Nebuchadnezzar đã sự đoán vua Sê-đê-kia ra sao? Chúng ta tận dụng cơ hội Chúa ban để vâng theo tiếng Ngài như thế nào? Kính thưa quý vị, quân Babylon tấn công và vây hãm thành Jerusalem kéo dài khoảng một năm rưỡi. Cuối cùng, thành bị vỡ. Hết thảy các quan chức cao cấp của Babylon vào thành và ngồi cửa giữa. Câu 3. Chứng tỏ dân Giu-đa đã thực sự thất thủ và quyền cai trị thuộc về vua Nebuchadnezzar. Vua Sê-đê-kia nhìn thấy tình cảnh bi đát, liền tháo chạy trong đêm theo đường riêng, là con đường vườn vua do cửa giữa hai bức vách đi thẳng đến Araba. Câu 4. Nhưng không còn kịp nữa, vì quân Canđê đuổi kịp và bắt được vua, giải giao cho vua Nebuchadnezzar xét xử tại Ribla, trong đất Hamat. Tại đây, hình ảnh cuối cùng mắt vua Sê-đê-kia còn nhìn thấy được chính là cảnh vô cùng khủng khiếp khi các con trai của vua và những quan chức thuộc dòng dõi quý tộc Giu-đa bị giết trước mặt vua. Sau đó, vua Nebuchadnezzar ra lệnh móc mắt vua Sê-đê-kia dùng xiềng mà xiềng lại để điệu về Babylon. Quân Canđê phóng hỏa thiêu đốt hoàng cung và nhà dân, phá đổ tường thành. Câu 7, câu 8. Sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời không phải là dung túng điều sai trái. Khi sự nhịn nhục đến giới hạn, thì sự đoán phạt là điều chắc chắn. Giờ đây, vinh quang của Jerusalem không còn, thành bị phó cho dân ngoại, vua không còn cơ hội trốn thoát. Thật vô cùng đáng tiếc cho vua Sê-đê-kia. Nếu vua nghe lời tiên tri Giê-rê-mi, thì những cảnh tang thương đã không xảy ra. Giê-rê-mi chương 38 câu 20. Khi mắt vua còn nhìn thấy được, thì vua lại không nhận biết và vâng theo lời Chúa. Này cơ hội không còn. Vua phải đón nhận những hình phạt như điều Đức Giê-hô-va đã tuyên phán.
trước mặt vua Sê-đê-kia giờ đây chỉ là bóng tối và vua không còn cơ hội để sửa sai. Mỗi chúng ta cũng được đấng tạo hóa ban cho đôi mắt để nhìn mọi vật và đặc biệt là để thấy việc quyền năng của Ngài. Nếu mắt thuộc thể vẫn thấy nhưng mắt thuộc linh mờ tối, không nhìn biết Chúa và không vâng theo tiếng Ngài, thì chắc chắn đến thời điểm của Chúa, chúng ta cũng sẽ chẳng còn cơ hội. Lời Chúa phán, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng chương 3 câu 36. Đức Thánh Linh ngày đêm cáo trách lòng người. Bởi ân sủng, Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với chúng ta để chờ đợi mọi người ăn năn. Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9. Nhưng khi ngày của Chúa đến, nếu không ăn năn thì chỉ còn rơi vào bóng tối của sự đoán phạt mà thôi. Xin Chúa cho chúng ta luôn tận dụng cơ hội Chúa ban để vâng theo tiếng Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, đấng vẫn luôn nhân từ kiên nhẫn với con. Xin ban cho con sự khôn ngoan sáng suốt để nhận biết giá trị thời gian và cơ hội Chúa ban, để con không trì hoãn vâng theo tiếng Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thường trì hoãn vâng theo tiếng Chúa không? Ngài luôn kiên nhẫn nhân từ, ban cho cơ hội chần chừ không nên. Vâng theo tiếng Chúa đừng quên, vui mừng nhận thưởng, gọi tên nước trời. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.